Ngày hôm nay em cũng hửi thôi, em sống thôi. Không có gì để sống mà hoa trên. Ngày hôm nay em hửi hương hoa để em sống thôi. Quý vị quan tâm đến hoa giùm em nha. Yeah. Hiểu ý không? Lên đang sống mà hửi hoa để em mà quên hoa lên đâu. Mà có những này đâu đó. Yeah. Có mấy đồng mà nhất cũng có.
hoa các vị. Ngày hôm